Thưa các bác, trong cái lô hàng thứ nhật về ngày hôm nay thì bên em có một bộ Sansui SMC300BT. Về cái bộ Sansui này thì là một trong những bộ dàn mini với cấu hình chạy 2 bóng 12A7 cho ra cái chất âm rất là ngọt ngào. Đặc trưng của Sansui SMC300BT đó là nó thiết kế theo kiểu sắc, kiểu cái màu sắc và kiểu dáng rất là hoài cổ. Màu sắc thì các bác có thể nhìn thấy nó được làm bằng gỗ MDF và phủ một lớp gỗ veneer với cái màu gỗ óc chó rất là đẹp. Mặt trước của ampli thì được thiết kế với một cái thiết kế màu sắc đó là màu vàng đồng. Bộ này về hàng thì cũng là một trong những một bộ dàn rất là hoàn hảo với đầy đủ hai vế e căng của loa, đó là lưới loa và có cả điều khiển từ xa nữa. Mức giá của Sansui SMC300BT lần này về hàng là 8,5 triệu bác nhé. Bác nào quan tâm tới bộ sản phẩm này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số bên em. Về cái hình thức của máy thì em đánh giá khoảng 99%, chỉ thiếu thùng xốp đó là hoàn hảo thôi. Các bác có thể nhìn thấy được cái 300BT được thiết kế với cái màu sắc rất là đồng điệu, cả về loa cũng như là ampli đều được phủ một lớp veneer gỗ MDF rất là đẹp. Phía sau của SMC300BT, các kết nối chúng ta sẽ có đó là một nguồn vào 100V với chân nguồn số 8. Kết nối cầu loa với chân cắm trái và phải với hai màu đỏ và đen để các bác có thể lựa chọn kết nối sao cho chính xác nhất. Ở bên dưới đây chúng ta sẽ có một cái đường vào USB cũng như một đường AUX in để kết nối các thiết bị bên ngoài vào và một đường chơi FM. Con này thì sẽ có công suất của loa là 35W một kênh, trở kháng là 6 ohm. Tổng công suất của bộ dàn là 70W. Thì cái công suất này có thể đáp ứng và kết nối cho các bác để có thể trải nghiệm không gian từ khoảng 30 đến 35 mét vuông các bác nhé. Bộ này thì chúng ta sẽ có một ampli và loa. Loa được thiết kế với hai đường tiếng, bass đường kính 12cm, thép đôm tính cả viền ngoài là đường kính 2cm. Màng bass được làm bằng giấy các bác nhá. Tiếng rất là mềm mại, giải cao làm rất là tốt. Các bác nhìn gần hơn một chút về ampli thì các bác sẽ nhìn thấy ampli được thiết kế với hai ngăn. Bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái bóng đèn đang phát sáng khi mà sử dụng. Bên này là màn hình. Khay đĩa được thiết kế ở trên này và chúng ta sẽ có cái núm tăng giảm âm lượng cũng như là đổi suộc được thiết kế đối xứng. Cụm điều hướng để các bác có thể tinh chỉnh cái chế độ chơi nhạc và bass và tép cũng như là play, tiến và lùi bài, tắt máy được bố trí bên dưới đây. Cũng có một đường headphone chân 3 ly và một đường audio in ở mặt trước chân 3 ly. Có nghĩa là con này sẽ có hai cái ngõ vào audio in, một ngõ AUX, một ngõ 3.5. Đó là về phần kết nối nguồn ngoài vào. Bộ này thì không có điểm gì để chê cả. Sansui SMC300BT là một trong những sản phẩm nghe nhạc vàng rất là đỉnh cao trong cái phân khúc dưới 10 triệu. Thực tế thì bộ này em sẽ xếp vào danh sách những cái bộ mà khách hàng đắn đo nhiều nhất, đó là 300BT của Sansui, PMX90 của Panasonic và Pioneer HM76 của Pioneer. Ba bộ này thì gần như là công nghệ cũng như là chất âm nó xiêm nhau, nhưng mà nếu mà các bác yêu thích cái tiếng bass thì các bác chọn Panasonic. Yêu thích nhạc vàng giải cao mềm mại trong trẻo thì chọn là Sansui. Yêu thích công nghệ thì chọn Pioneer các bạn nhé. Nhiều khi tôi muốn bỏ
đi thật xa. Bạn thân ngoan hơn người xa lạ. Người mình bao năm chăn gối, bây giờ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời hiểu? Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta? Nhiều khi bỏ đi như kẻ không đò đầy trong cơn men đắng. Ôi đời còn lắm phong ba, biết bao phòng thời qua. Còn nhớ là khi biết đâu biết khổ chân tình. Người đời đi hoa gian dối, ước thèm phủ phím xa xôi, có chăng chỉ là mơ. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bạn thân ngoan như người xa lạ. Người mình bao năm chăn gối, bây giờ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời hiểu đâu? Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta? Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhớ. Đò đầy trong cơn men đắng, ôi đời còn lắm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi, đời đó sông chơi, chưa yêu đương, chưa lần thương nhớ một người. Bây giờ tình đến với tôi như mây hững hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi, là khi biết đâu biết khổ chăm hiền. Người đời đi hoa gian dối, ước thèm phủ phím xa xôi, có chăng chỉ là mơ. Người đời đi hoa